Hello cả nhà. Con ăn út nè, con cái mặt nữa nè. Làm gì vậy? Hello cả nhà, bữa nay mình ra ngoài vườn mình nấu cho nó sáng luôn nha. Rồi hai, bây giờ con bắt cái này cái lửa lên thì lát nữa mình nướng cá nè. Thấy chưa? Con phải đốt nhiều nhiều. Rồi Út Cưng, bữa nay làm đầu bếp là Út Cưng nấu gì nè? Canh chua. Canh chua. Cá kho tộ. Cá kho tộ. Cá nướng lá chuối. Cá nướng lá chuối. Trời. Rồi đây mình chuẩn bị hết rồi cả nhà ơi, đây là những cái đồ mà nấu canh chua nè ha. Những cái này thì mình trồng ở nhà, chỉ có cà là mình mua ở ngoài chợ. Cá này là cá kho hôm qua mình đi câu nè. Đó. Là mình đã ướp sẵn hết gia vị hết rồi. Những cái nguyên liệu để cho canh chua. Còn cái này canh chua cá luôn. Cái này là hai con cá đối. Hai cá đối to đó. Còn ở đây á, lát nữa mình sẽ làm cá nướng. Đây là cả nhà. Đây, mình đã làm một ít gia vị để mà mình ướp cá. Đây, mình sẽ nướng hai con cá này. Mình quấn lá chuối, mình nướng hai con cá này nha cả nhà. Anh hai bữa nay biết đốt đốt củi hay ta? What do you need fire for, mom? Để mình nướng hai con cá đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu với bây giờ Út nè. Bỏ cái nothing in there. Yes, cái đó để mình kho cá đó. Bây giờ con bỏ lên lò đi. Đổ dầu vô cái tô, cái chậu nè. Rồi. Chu phụ, hai muỗng đường. Xin chào. Con để cái này xếp vô. I'm doing my tippy toes. So I'm kind of a little camel wiggly. Yeah, huh? Rồi, nó lên màu rất là đẹp luôn á cả nhà. Wow. Thấy được không con? Thấy được cái màu của cái nồi không? No. Không được hả? Nè, con quay xuống ra đây nè. It's blue, rồi. Right? Rồi, được rồi. Rồi, cái nồi cá nó đang sôi nè cả nhà ơi, ngon quá. Rồi, trong khi mình chờ cá kho nó chín, bây giờ mình cắt lá chuối để mình quấn cá nha cả nhà. Lá nào ta? Rồi. Bây giờ Út Cưng ướp cá đi. So we put the water in first? Yeah, con lấy cái seasoning con bỏ vô. This? Uh-huh. Sorry. Đúng rồi. Rồi bóc xả với tỏi nhét vô bụng nó. I need a little bit more. Ừ, coi chừng nó văng tùm lum nha. Okay, and then now this? Uh-huh. Ít thôi, bóc 2-3 cọng thôi. 2-3. 2-3 pieces. Nhét nó vô đây. Có tỏi không? Con nhìn coi có tỏi không? Nope. Rồi bây giờ lấy một củ tỏi thôi. Rồi, được rồi, đủ rồi. Rồi bây giờ con kẹp nó lại. Con bỏ nó xuống cái dĩa. Ừ. Rồi, con lấy cái nước. Lấy cái nước hả? Lấy cái nước này nè. Con chét lên đây. Ừ, đúng rồi. Chét vô đi. Rồi, lật cái con cá ra. Ừ. Ừ, chét vô trước đi. Rồi, đúng rồi, giỏi quá. Rồi bây giờ con lấy cái này con nhét vô hết luôn. Đúng rồi, nhét vô. Yeah. Rồi. Đó chưa? Nó lên đây này lắc đó. Rồi. Rồi bây giờ con để nó xuống. Con để nó xuống, đúng rồi. Rồi, lấy nước tràn lên đây, giỏi quá. Út giỏi quá. Xong chưa? Đây này nổi lên kìa, rồi xong rồi con lấy nha. Ồ, bên này rồi, lật con cá qua. Ừ, đúng rồi. Ừ. Rồi, con cứ trét hai con đều đều đi. Giỏi. Bỏ nó vô, lá chuối để mà mình quấn nó lại. Ừ, slide nó qua. Slide nó qua. Đúng rồi. Bỏ nó xuống, slide nó xuống, bỏ xuống. Rồi, đúng rồi. Bây giờ mình cho nước này vô luôn. Rồi. Got this. Thôi, con phải xúc con cá này vô chứ. Ừ, rồi bây giờ con ráp lại đi. Ráp. Ôi rồi, bên này hả? Đúng rồi. Rồi cái bên này. Để nó lên. Ừ. Rồi bây giờ con cầm nó lên để mình lấy thêm miếng nữa. Yeah. Rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cá lên nha cả nhà. Bây giờ mình ụp cái này nó xuống đi chứ để không thôi nó nóng quá. Okay. Yeah, I'm okay. Để mình lấy cái đũa này nè. Được chưa? Con thấy nó không? Don't it doesn't need to adjust? Doesn't it not need to adjust? Rồi. Bây giờ mẹ nghĩ mình đậy nó lại để cho nó chín ha.
Cũng sắp được rồi nè cả nhà. Đó, nó kẹo xuống rồi nè ha. Ngon ghê không? Rồi bây giờ mình nêm coi coi nó vừa chưa nha cả nhà. Rồi, cá của mình xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình bỏ hành vô. Trời ơi, ngon quá, hấp dẫn quá. Ngon không con? Rồi. Xong rồi. I need to go in now. Okay. Rồi. Bây giờ mình sẽ chở cá nè cả nhà. Ngon quá. Ngon lắm cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình bỏ ra dĩa nha. Để nào thấy người bỏ qua bên đây. Lấy cái lớp ở trong là nó không có bị nó không có bị cháy á, không biết không? Dạ. Tắt đi. Rồi. Rồi. Cá chín rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ cho một miếng mỡ hành lên nha. Ngon không Minh Tình? Ngon. Hấp dẫn luôn á ha. Rồi, cái này là cá nướng lá chuối với mỡ hành nha cả nhà. Thì ở ngoài vườn mình có cái gì thì mình làm cái đó thôi. Rồi bây giờ mình mở tới cái này nè. Ừ, ấy cho mẹ đi. Ủa ngoài này rùi quá cả nhà ơi. Đây, đây là cái hành phi, tỏi phi nha cả nhà. Cái mùi nó thơm quá, rùi nó tới quá trời luôn cả nhà ơi. Rồi. Cuối cùng là ngon. Rồi. Thêm miếng nữa đi. Ngon quá cả nhà ơi. Rồi. Giờ nước sôi rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ cho cá vô nha. Bây giờ mình sẽ cho tới cà tím nha cả nhà. Mình đã nêm nếm hết rồi cả nhà ơi, mình đã cho bột me và gia vị vô hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho hết cà với lại đậu bắp vô nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho giá vô cả nhà ơi. Giá này ở nhà mình trồng luôn á cả nhà. Cho hết vô, mình đã nêm vừa ăn rồi nha cả nhà. Và sau khi mình cho giá thì mình sẽ nêm lại tí xíu nữa. Rồi, mình sẽ tắt lửa. Rồi, mình sẽ cho một ít tỏi phi vô nha cả nhà. Có tỏi phi vô là nó thơm lắm luôn á. Và bây giờ là tới những cái rau nêm. Mình thích ăn mấy cái rau nêm này lắm, cho nên mình làm nhiều á, nó rất là thơm. Có cái rau này vô cái là mình nghe cái mùi canh chua của mình liền á cả nhà, ngon lắm luôn á. Rồi. Rồi, mình đã nấu xong những cái món mà bữa nay mình làm cá kho tộ nè cả nhà. Còn cái này canh chua cá nè ha. Rau, một ít rau sống để mình ăn kèm với lại cá kho tộ. Cái này là cá nướng, mỡ hành, lá chuối, một ít đậu bắp luộc. Rồi, hai đứa ăn gì? Mac and cheese. Bữa nay cái đồ Việt Nam nó không ăn cho nên phải nấu đồ Mỹ cho nó ăn nè cả nhà ơi. Xin mời cả nhà đi con. Xin mời cả nhà. Rồi ăn đi. Món ăn này, món nó nhộn mất. Rồi mình sẽ review cái món mà cá hấp mỡ hành. Cay quá. Cá hấp mỡ hành
nướng lá chuối nè cả nhà. Nướng hả? Lần đầu tiên mình làm thử luôn. Hấp mà vừa nướng nó là cái này sao? Là hai con cá quên, cá nướng mỡ hành. Okay, lá chuối. nó lộn. Rồi. Nướng mỡ mình nướng ăn hả? Thử nha. Ừ. Chín không? Chín tới xương luôn. Hay vậy đó. Mình đi hai chợ cái con này là ra đâu thấy cái nào bự gì đâu luôn. Hai con này là hai con cá đối mà mình câu hôm bữa đó cả nhà. Đây. Trời ơi, mình câu. Ngon quá. Xin mời cả nhà nha. Thấm miếng nước mắm. Ồ khoan, ăn trước thử coi nãy mình ướp cái gia vị nó ấy kìa. Ngon, cái thịt nó thơm. Cái thịt nó ngọt lắm anh. Có mùi lá chuối mà ở trong đây nè. Đó là mình nhét tỏi với lại sả nè cả nhà. Đó là cá này sẽ không có bị tanh luôn á nha. Ngon quá. Cá đối mai mốt mình làm gì ngon nè anh. Ngon quá trời ngon luôn á. Mời cả nhà nha. Hồi nãy mình ướp hơi lạc cho nên bây giờ mình sẽ chấm miếng mắm vô. Ngon quá. Ồ cái này, ồ nếu mà mình cuốn bánh tráng thì mình sợ nó xương dữ lắm. Đây, xin mời cả nhà nha. Cá phần mà xương nhiều nhất là ở cái bụng nó. Cái thịt nó vừa mềm mà nó vừa ngọt. Như cái ba xương của nó vậy, hiểu không? Rip của nó vậy, hiểu không? Này cá kho tộ của mình nè. Nhiều xương. Còn cá này bữa mình đi câu á cả nhà. Ở dưới cái bụng đi xuống là không có xương. Còn cái này thì mình cũng là cá đối luôn nè, hôm bữa đó là đa số là cá đối. Cái này thì mình nấu với loại canh chua nha. Mềm ngọt thật ghê luôn á. Ngon. Cái này Việt Nam mình cũng có ăn mà đúng không? Ăn sắp hết hai con cá nướng rồi. Hai con cá nướng này là ngon nhất nè. Nó thơm. Ăn đâu hết đâu, ăn no chà. Cái này chắc mình cũng phải ăn được 2 ngày á cả nhà. Một ngày đi câu cá, đi chài cá chứ. Đúng không? Còn ăn được 2 ngày. Ra chài cá vô ăn thôi. Rồi. Video của mình tới đây cũng hết nha cả nhà. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Nếu thích video này like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Bye bye cả nhà luôn. Nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Bây giờ xin chào tạm biệt. Bye bye. Nói lại đi con. Bye bye cả nhà.